những cái phân khúc shop house, nhà phố, biệt thự bên này xây rất là đẹp và chất lượng nha. Giá thì tôi nghĩ rất là ok, từ mức 22 cho đến 45 triệu một mét vuông, đã bao gồm tiền thuế và tiền sử dụng đất, tiền xây dựng và phần hạ tầng. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục các chuỗi video review các dự án bất động sản tiềm năng. Quang Huy Vlad đưa mọi người đến tham quan cái đại đô thị ở phía đông Sài Gòn, quy mô 941,5 hecta, được thực hiện bởi Tín Nghĩa Group và tập đoàn của thuộc ở Singapore và vốn 100% của Trung Quốc, đó là tập đoàn CFLD. Đây là khu quảng trường trung tâm, một dự án nằm ở phía đông thành phố, nó tọa lạc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, dự án Xoan Bắc, một dự án đã được hình thành và phát triển 10 năm rồi, rất là đẹp đây. Dự án này thì nó chia làm đến 5-6 phân khu chức năng. Hiện tại thì đã mở bán được qua 3 đợt và có những cái căn đầu tiên đã nhận nhà và về ở rồi. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng ở bên đây nó rất là vắng vẻ, nó như như thành phố ma vậy. Không biết là khi nào thì cái tỷ lệ lấp đầy ở bên đây mới đạt đến mức 70-80%. Dự án này thì tổng thầu đó là Cotecom, các nhà thầu phụ đó là Ricken và Hòa Bình. Một dự án rất là đẹp, và bên tay phải ở đây đó là cái ban quản lý của công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch, nó tọa lạc tại đường số 7 khu đô thị Đông Sài Gòn, chủ đầu tư của dự án này. Đây là trục đường số 7, trục đường đại lộ Hạnh Phúc 60m, một trong những con đường lớn nhất tại dự án này. Đây là hôm nay là ngày thứ 6 nhưng mà dân số và các hộ dân ở bên đây làm việc cũng như các nhà thầu chính và nhà thầu phụ cũng đã rút đi hết rồi. Còn lác đác vài tốp công nhân, những người dọn vệ sinh và các bạn môi giới còn lại còn đang trực tại dự án này thôi. Dự án này là một cái dự án được định vị là một sản phẩm nghỉ dưỡng, nó xứng đáng là một đại đô thị ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ tôi đưa mọi người vào tham quan một căn biệt thự góc hai mặt tiền trong dự án này để chúng ta xem kết cấu kiến trúc cũng như là cái chất lượng xây dựng bên này nha. Xin mời mọi người. Tôi mời mọi người vào tham quan một cái căn biệt thự góc hai mặt tiền đường N7 và N8 rất là đẹp nhá. Căn này quy cách của nó là 16 x 22 này, một trệt hai lầu, một cái căn dinh thự góc rất là đẹp này. Bên này thì chủ đầu tư đã giao nhà hết rồi, và hiện tại thì tất cả chủ đầu tư giao bên ngoài là phần thô bên trong và hoàn thiện bên ngoài. Đây đây là cái không gian ở bên hông đó, tất cả bên ngoài thì chủ đầu tư sơn nhám tường hết này. Đó, bên này đến hông 2m này, rất là rộng. Đằng sau cũng thiết kế đằng sau trừ xong 4-5 mét nha. Một cái căn này diện tích sàn nó lên đến 500 mét vuông. Hiện tại những cái căn như này đang có cái giá trị giao dịch ở thị trường nha, ở cái mức 14-16 tỷ nha. Wow, trần rất là cao rồi. 16 x 22, ở căn dinh thự lớn, và trong lòng nhà này nó được cái không gian đến 12 mét nha. Không gian được 12 mét trong lòng nhà, sâu 16 mét nha, rất là rộng. Đây là khu vực toilet, bếp. Căn này đúng là một căn dinh thự trần cao được đến cái mức 4 mét này, rất là rộng và cao. Đó, cực kỳ thoáng. Bây giờ chúng ta sẽ, đây chủ đầu tư có thiết kế cái công năng những cái học tủ bồn nước ở trong đây, rồi cái khu vực sân sau này. Đây là khu vực sân sau, sân sau rất là rộng nha. Wow, thật là lãng phí. Sân sau chúng ta có thể đào được cái hồ bơi nha. Nó rộng được 6 mét, có chỗ rộng được 7 mét, và nó dài theo lòng nhà 22 mét nha. Cửa này, cửa nhôm nhập khẩu từ Đài Loan nha, trần rất là cao, và tôi không thấy hiện tượng bị thấm gì hết sau 5-6 năm giao nhà. Đây là một căn dinh thự góc hai mặt tiền đường 25 mét và đường 30 mét, vỉa hè mỗi bên 8 mét lận nha, rất là rộng. Cực kỳ lãng phí những căn dinh thự lớn như thế này. Chỗ này thiết kế một cái công năng, một phòng ngủ master lớn đây. Phòng ngủ này có diện tích nó lên đến mức phải được 68-70 mét vuông nha. Đó, trần rất là cao. Chỗ này thiết kế công năng tổng cộng là hai phòng ngủ thôi, hai phòng ngủ lớn, và có mỗi phòng thì có những cái khu khoảng trống ban công đây. Ban công rất là rộng, cái ban công nó rộng theo lòng nhà, nó phải được lên tầm 10 mét vuông, và tất cả lan can cao 1m4, có thép đúc hết nha, tất cả là thép đúc. Rất là nhiều ô thoáng này, và bên này tôi không thấy hiện tượng thấm dột gì hết.
chất lượng xây dựng, tôi đảm bảo bên này chất lượng xây dựng rất là ok. Nhưng mà những cái dự án của chủ đầu tư nước ngoài đã thiết kế xây dựng cực kỳ đẹp. Đây là cái không gian của cái khu vực cái lan can đây. Tất cả mặt ngoài thì đều được sơn sơn rất là đẹp, sơn màu vàng nha, màu vàng đồng và có được phun nhũ rất là nhìn rất là xa. Cái là bên này thì không có thiết kế thang máy nhá, và cái không gian của cái cầu thang này nó thiết kế rằng thành hình chữ U rộng 1m2 nha. Tôi bước rất là vừa chân. Đây là cái tầng áp mái này, wow, cực kỳ cao, trần cao, trần cao phải được 4,5m và đã được chủ đầu tư lợp ngói chống nóng, một lớp bê tông và một lớp chống nóng trên này. Chỗ này cũng thiết kế hai phòng ngủ này, phòng ngủ này phòng master lớn, tất cả này cửa cách âm rất là đẹp. Tất cả không gian đây là cái phòng không gian phòng khách nhà trước đây. Các phòng thì đều có cửa hệ thống cửa sổ này, cửa lấy ánh sáng. Đó, đây ban công bên hông này. Chỗ này là cái ô ban công bên hông, nó phải rộng khoảng độ 20m2 nhá. Đây cái mặt đằng trước này. Rào nhà 6-7 năm rồi mà vẫn còn đang rất là đẹp. Bên này thì cái mảng cây xanh được chủ đầu tư chăm chút. Cái khoảng bên ban công này nó rộng phải được tầm 25m2 nhá. 25m2 một bên, hai bên nó phải được 50m2. Và cái lan can tay vịn này làm rất là cao. Thì chúng ta không sợ vấn đề về an toàn. Trần cao và đối diện này là cái quỹ đất trung tâm thương mại nha. Rất là rộng. Một cái căn dinh thự chỉ có mức 15-17 tỷ thôi. Chỗ này một cái phòng master lớn này. Đây là cái khu vực toilet khoảng 10m2. Cái phòng master này được khoảng độ gần 100m nha. Tổng diện tích sàn cái này nó lên gần 500m lận. Rất là rộng. Kìa, đã được lập một lớp máy ngói ở trên, ngói đỏ hết kìa. Cực kỳ đẹp luôn. Tôi nhìn thấy cái chất lượng xây dựng ở bên những cái dự án của chủ đầu tư nước ngoài làm thì nó có sự khác biệt. Và ngày trước giá khởi điểm những cái căn này nó chỉ có mức 12, 13 tỷ thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang tham quan những cái khu tiện ích ở giai đoạn tiếp theo nha. Và bên này tôi nhấn mạnh một điều rằng ta có sổ hết rồi. 100% có sổ riêng. Đó, tường thì được tô hết và ốp các kính bên ngoài. Rất là đẹp. Và bây giờ chúng tôi đang có mặt tại đường N4 và dự án này, cái khu này cụm đường 35m nha. Chủ đầu tư cũng đã giao nhà hết rồi, những căn dinh thự diện tích 11,8 x 19,8, 1 trệt 2 lầu và những loại diện tích 20 x 30, 16 x 22, cũng 1 trệt 2 lầu. Và nó có thiết kế bán hầm nha. Đã giao nhà hết rồi, 2-3 năm rồi nhưng mà hiện tại đã quây tôn. Và đây là cái con đường vành đai của dự án này. Rất là đáng tiếc. Tôi xin điểm nhấn giới thiệu sơ qua về cái dự án khu đô thị Xuân Bắc này. Đó là một khu đô thị Đông Sài Gòn. Nó được thiết kế cực kỳ hiện đại, chuẩn quốc tế, nằm ở bên mặt phía đông, xứng đáng là một trong những cái đại đô thị vệ tinh lớn nhất tại khu vực phía đông Sài Gòn. Nó kết nối giao thông thuận tiện về vành đai 3, cầu Cát Lái sang bên khu vực sân bay Long Thành, ra quốc lộ 51 rất là gần nha. Và dự án Xuân Bắc này nó được mệnh danh là thành phố xanh vì sức khỏe, bởi vì mảng xanh bên này lớn nhất Việt Nam. Nó gấp 30 lần những mức trung bình, tức là 30m2 trên một người. Bên này thì có một cái đại công viên 76 hecta và khu vực hồ Thiên Nga lớn hàng đầu Việt Nam, hơn 20 hecta. Dự án này thì chủ đầu tư là Swan City Việt Nam, tổng quy mô là 942 hecta, diện tích mảng xanh và mặt nước lên đến 190 hecta, đất diện tích dành cho công viên cây xanh, còn lại là diện tích đất giao thông lên đến 197,7 hecta, rất là rộng. Ở bên này thì có các loại diện tích như shop house thương mại 7,2 x 21, chúng ta đang đi ở trục này, 1 trệt 3 lầu và áp mái shop house thương mại đây. Nhà phố cảnh quan thì 6,3 x 17, 1 trệt 2 lầu. Nhà phố sinh thái thì 6,3 x 17, cũng 1 trệt 2 lầu. Ở bên đây thì có những cái căn khu biệt thự phú quý ở bên tay phải tôi đây, 9,3 x 19,4, 1 trệt 2 lầu song lập và loại biệt thự cát tường đơn lập 11,8 x 19,8. Quy mô diện tích sàn đã lên đến 500m nha. Tất cả bên này đều ra hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong. Và có loại biệt thự Villa Smart 16x22, 1 trệt 2 lầu. Ngoài ra thì nó chia thành các phân khu chức năng như Swan Lakeview Tower, Swan The OC Tower, Swan Lago Tower, Swan The Lock Tower, Swan Orchid Tower và Swan Eden Tower. Đây là những quán cà phê lắp hầu xây 1 trệt 1 lầu rất là đẹp tại dự án này đây. Khu đô thị Xuân Bắc nó kết hợp cùng với các dự án như Xuân Bay và Xuân City.
là những cái đại đô thị ở đây, khu vực đường Đại lộ Hạnh Phúc, đường số 7 có mảng xanh rất là lớn. Bên này thì tôi nhấn mạnh rằng chủ đầu tư đã đưa vào khai thác vận hành 2-3 năm rồi. Đó, bên đây là những cái căn biệt thự phú quý một trệt một lầu bán hầm. Bên này mặc dù chưa được người dân về đây ở đông nhưng mà chủ đầu tư đã khai thác vận hành. Có những khu vui chơi, những cái mảng xanh được chăm chút, rất là đẹp. Đại công viên Xoan Bắc quy mô 76 hecta là một trong cái công viên chủ đề thú vị lớn bậc nhất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó, rất là đẹp đây. Tất cả mảng xanh bên này được chăm sóc, những cái mảng cái khu clubhouse, khu hệ thống y tế giáo dục quy mô 7,8 hecta. Đó, tổng của quy mô giáo dục bên này nó có 53 hecta. Hệ thống giáo dục và trường đại học lớn nhất tại khu vực Đông Sài Gòn. Đây là những cái căn biệt thự này, một trệt một lầu, bán hầm, rất là đẹp. Nhưng mà tôi rất là đáng tiếc cho những cái dự án như này đã xây sơn màu ngoài màu ghi, tất cả đều là mái đỏ và hiện tại thì đã bỏ hoang. Mặc dù khách hàng đã giao nhận nhà hết rồi, đó, nhưng mà dự án bên này bỏ hoang rất là đáng tiếc. Đây nó thiên về nghỉ dưỡng, từ đây di chuyển về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng độ 25 phút. Kết nối với cao tốc Dầu Dây Long Thành chỉ 6 km. Còn kết nối về cao tốc Bến Lức Long Thành cách đây 4 km là đến cái nút giao nha. Rất là gần. Còn chúng ta di chuyển về khu vực Vành Đai 3 thì chúng ta đi chỉ mất khoảng độ 5 km thôi. Đây là những cái khu vực trung tâm. Khu trung tâm cũng đang xây xong cái phần thô và hạ tầng thì hiện tại đang bỏ không. Đó. Những cái giai đoạn tiếp theo thì tôi thấy chủ đầu tư chỉ quây tôn lại và chưa có làm gì hết. Rất là tiếc cho một cái dự án vị trí hết sức đắc địa này đã bị bỏ hoang. Đây chỉ có lác đác, chỉ có vài hộ dân đã về ở rồi. Nó đúng như một thành phố ma vậy. Shop house thương mại Xoan Bắc diện tích 7,2 x 21, một trệt 3 lầu thì ngày trước chủ đầu tư bán với mức 7-7 tỷ một căn. Hiện tại thì giá giao dịch tôi ghi nhận bên này cũng được mức khoảng độ 9-10 tỷ nhưng mà không có tính thanh khoản nha. Tất cả bên này đều đã có sổ hồng riêng. Rất là đẹp. Những căn biệt thự bán hầm này, những cái cụm cầm bao biệt thự Xoan Bắc rất là đẹp. Cổng làm thiết kế cực kỳ bắt mắt. Những cái căn dinh thự 600m, 20 x 30 và 16 x 22 đây, một trệt hai lầu, được thiết kế phong cách tân cổ điển, cực kỳ bắt mắt luôn. Những cái căn này ngày trước chủ đầu tư bán với cái mức 18-22 tỷ thì bây giờ cũng giá dao động khoảng mức 22-25 tỷ nhưng mà không có tính thanh khoản. Tôi nhấn mạnh bên này hiện tại thì sau cơn bão tài chính ập đến, bất động sản đã đóng băng. Những cái cụm mà shop house thì chỉ còn thưa thớt một số sàn bất động sản và những cái quán cà phê lác đác còn đang hoạt động. Đó, đây là cái trục shop house và cái khối tiện ích một trệt ba lầu đây. Shop house một trệt một lầu. Và chỗ này là cái văn phòng bán hàng, sell gallery, khu lắp house, hồ bơi, rồi khu The Garden Town là những cái cụm cầm bao, tức là cầm bao trong cầm bao đó. Nhưng mà bên này không có một bóng người. Chắc chỉ có cuối tuần chỉ có một số hộ gia đình người ta về đây người ta sinh sống thôi. Biển treo nhà bán cũng rất là nhiều. Và tôi ghi nhận rằng cái giá mặt bằng cho thuê đây cực kỳ là rẻ nha. Những cái thiết kế phong cách những cái căn shop ở bên này và những căn shop house, nhà phố downtown. Downtown này, một trệt hai lầu rất là đẹp này. 6,3 x 18. Bên đây thì có những cái loại shop villa 15 x 22, bán hầm rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại không một bóng người. Chỉ còn những cái bác bảo vệ, những cái cô lao công và những cái công nhân, người ta còn lại đang cắt cỏ, dọn dẹp ở tại khu vực này. Đó, những cái căn 6,3 x 17 đây, một trệt hai lầu này. Hiện tại không một bóng người. Đúng là toàn bán cho những nhà đầu tư và đầu cơ vô đi bán lại với nhau. Cho nên hiện tại thì dự án này tôi không biết đến bao giờ. Thì dự án này với lấp đầy được số người ở. Dự án này thì nó tọa lạc tại đường 7A, phường Phú Thạnh,
xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai này. Và đây là cái điểm giáp danh giữa dự án và đất ở bên ngoài. Còn bên tay phải tới đây là cái quỹ đất 200 hectare, chủ đầu tư cũng làm xong hạ tầng và đang để không. Đó. Hiện tại thì chỉ còn là những cái bãi đất trống. Rất là tiếc cho một cái dự án vị trí rất là đắc địa, nhưng mà hiện tại đã bỏ trống rồi. Cực kỳ đẹp, vị trí dự án tôi đánh giá là một cái dự án rất là đẹp. Quy mô gần 1.000 hectare, nó còn tương đương với khu đô thị Aqua City. Nhưng mà dự án này, trên vị trí địa lý của nó thì nó sẽ không có sông. Đó, đây là cái cổng của cái khu cụm phân khu The Icon, cũng làm xong cổng và đang bỏ trống. Đó, đây là một cái đối trọng của khu vực phía đông thành phố. Nó cũng đẹp tương đương với cái dự án Aqua City, đô thị của được phát triển bởi Novaland. Dự án này thì ngày trước được thi công bởi tổng thầu xây dựng Cotecom, xây dựng ngày đêm các đơn vị nhà thầu phụ lớn như Rickon, Hòa Bình. Đơn vị thiết kế tổng quan đó là CDG International Dealer, thiết kế cảnh quan là Land Sculptor, tư vấn thiết kế đó là một công ty của Hồng Kông, và quy hoạch chi tiết 1-2000 đó là thiết kế của Hoa Kỳ, quản lý vận hành bởi Singapore. Loại hình thì rất là nhiều những cái loại nhà phố biệt thự shop house. Ngày trước những căn nhà phố chỉ bán đến mức 2.7 tỷ cho đến 3.5 tỷ, và giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì đã bàn giao hết rồi đây. Đó. Ở khu vực này là cái khu vực hồ sinh thái. Ngày trước chủ đầu tư đã đào một cái hồ rất là lớn, nhưng mà hiện tại thì đã bỏ trống này. Tôi sẽ đưa mọi người ra tham quan cái khu vực hồ Thiên Nga. Hồ Thiên Nga đây. Chủ đầu tư dự án này thì là Swan City, một trong những cái chủ đầu tư nổi tiếng của Hồng Kông, nằm tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nó di chuyển về trung tâm rất là thuận tiện. Ở đây là cái khu cụm nhà quy mô 364 hectare đây. Hiện tại thì còn đang chỏng chơ những cái bãi đất trống. Những cái phân khu 176 hectare tiếp theo đây cũng chưa được xây dựng tiếp. Đợt đầu tiên thì chủ đầu tư mở bán ra phân khu The Garden Tower, nhà phố thương mại thì quy mô 72 căn, diện tích 7.2 x 21, và biệt thự cảnh quan 340 căn, diện tích 6.3 x 17, biệt thự sinh thái thì 216 căn, diện tích 6.3 x 17. Có loại biệt thự phú quý, diện tích 9.3 x 19.4. Khu công viên và khu đây là khu The Icon Swan Park. Diện tích quy mô 18 hectare, nhưng mà chủ đầu tư chưa có làm gì hết, hiện tại đang bỏ trống này. Hạ tầng thì còn đang thiết kế nham nhở. Ở bên đây, sau 3 lần đầu tiên mở bán ra thì hiện tại cái sức hấp thu với thị trường nó không hầu như không có. Ở đây là những cái cụm đường trung tâm của những cái phân khu The Icon Swan Tower, rất là rộng này. Đó, hạ tầng thì đã xuống cấp, mặc dù triển khai vào năm 2018, bàn giao đến cuối 2019, nhưng mà những cái phân khu tiếp theo giai đoạn 2 quy mô 40 hectare và phân khu 1B Swan Garden Tower, những cái phong cách biệt thự kiểu Pháp kế với những khu dân cư bên ngoài này, nhưng mà hiện tại đã bỏ trống. Đây là giáp danh giữa đất của dự án và các đất liền kề khu dân cư bên ngoài, xung quanh bên nuôi rất là nhiều yến, và khu này thì không gian là không gian mở nha. Hạ tầng những cái phân khu làm hết rồi thì rất là chỉnh chu. Đó, đây là cái khu tiếp giáp giữa đất của dân và đất bên ngoài. Ở bên đây thì những cái phân khu nhà phố đang có mức giao dịch ở mức 28 cho đến 33 triệu một mét vuông, tính theo cả diện tích đất và diện tích xây dựng nha. Còn những cái phân khu shop house thì đang giao dịch ở mức 35 cho đến 45 triệu một mét. Biệt thự thì cũng giao dịch ở mức 28 cho đến 33 triệu một mét. Rất là nhiều những cây xanh bên này đã xuống cấp, bị bong chóc, không được cắt tỉa này. Đường về hè thì chỗ được lập nhựa, chỗ thì còn đang nham nhở. Rất là tiếc cho một cái dự án
cực kỳ tiềm năng. Ở đây thì một chủ đầu tư này thì được kết hợp với giữa tập đoàn CFLG kết hợp cùng với Tín Nghĩa Group. Đó, chủ đầu tư bên này thì được kết hợp với một chủ đầu tư của Trung Quốc cùng với Tín Nghĩa Group. Nó được mệnh danh là một đô thị xanh ở phía đông thành phố. Mặc dù được đầu tư với cái số tiền lên đến hơn 22.000 tỷ, nhưng mà giờ sau 3-5 năm mở bán thì hiện tại nó còn đang là những cái mảng đất trống, trọng trơ những cái quỹ đất, cây xanh và những cái khối bê tông nằm trơ gan cùng tế nguyệt. Mặt bên này thì không được xây dựng. Các phân khu tiếp theo ấy, phân khu công viên này, dự án này công viên chiếm đến 22% diện tích và nó có chiếm đến quy mô 210 hecta là đất công viên cây xanh, nhưng mà hiện tại đã bỏ trống hết rồi, rất là tiếc. Hiện tại thì sau 2-3 lần mở bán và giao nhà rồi, tôi chỉ có những chim yến ở đây là nhiều thôi. Ở những khu vực đường D5 và D7 thế này thì người ta còn đang trầm những cái vườn ươm cao su, và đất ở bên đây ngày trước là đa phần là đất pha cát, rất là thích hợp với những cây cao su. Đây cực kỳ nhiều cao su nha. Một đại đô thị đã bị bỏ hoang, rất là tiếc. Đó cũng là tình trạng chung của những cái dự án bất động sản tại Việt Nam nói chung, cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Khu vực Đồng Nai và Nhân Trạch là điển hình, rất là nhiều các dự án đã bỏ hoang để hoang hóa như thế này. Những cái dự án làm những cái dự án quá lớn và cái sức mua cũng như nhu cầu ở thực nó còn rất là nhỏ, thì hiện tại những cái dự án này đang bị bỏ trống. Swan City, Swan Bắc và Swan Bay, đó là ba cái điểm nhấn của những cái chủ đầu tư nước ngoài có sức mạnh tài chính đầu tư tiền bạc vào đây. China Fortu Land Development được thành lập vào năm 1989 tại Singapore. Nó là một trong 50 công ty phát triển bất động sản hàng đầu châu Á. Đồng thời nó cũng lọt vào top 100 và 1.000 những cái công ty lớn nhất trên thế giới nha. Nó có mặt trên 14 quốc gia, hợp tác và phát triển cùng với 1.100 đơn vị đối tác, phát triển hơn 60 thành phố công nghiệp trên toàn cầu. Dù mới xuất hiện ở Việt Nam, nhưng mà chủ đầu tư này đã thâu tóm rất là nhiều những cái vị trí đắc địa, những cái khu vực như là casino ở Nam Hội An, khu vực đô thị Đông Sài Gòn, khu Xuân Bắc, Xuân Bay, hay là khu công nghiệp Ông Kèo. Và dự án này với cái quy mô gần 1.000 hecta, với cái tên gọi là Xuân Bắc, thì được định vị một sản phẩm cao cấp. Sau khi được đưa vào vận hành thì những cái cụm nhà phố biệt thự bên đây tôi thấy rằng đang bị bỏ trống, rất là lãng phí đây. Khu vực Sun Bay thì cũng bán được đến 50% khối lượng giỏ hàng rồi, hiện tại thì đang bán cái khu vực căn hộ, nhưng mà hiện tại tôi thấy là đang không có đạn bỏ trống, rất là đáng tiếc. Ở đây có một cạnh một cái quỹ đất sân gót rất là lớn, nhưng mà hiện tại đúng như một thành phố mà vậy, chỉ còn lác đác như chú bảo vệ, những cái anh bảo vệ, những cái anh bảo trì, những cái đơn vị quản lý công viên và cây xanh. Pháp lý thì cũng đã đầy đủ chi tiết 1/500, và hiện tại thì đã thu phí quản lý của những cái đơn vị đã giao nhà rồi. Đây là cái đại lộ Hạnh Phúc, 60 mét, đại lộ rộng 60 mét nha. Đây là những cụm nhà phố 6.3 x 19, hiện tại thì đang bỏ trống, một trệt hai lầu, chỉ có một số hộ dân đã về để ở, rất là tiếc. Dự án này thì nó kế với những cái dự án sân golf Long Thành, dự án Biên Hòa New City, dự án
khu công nghiệp Nhân Trạch và khu thành phố Nhân Trạch trong tương lai, hoặc là những cái dự án ở tại khu sân bay Long Thành, những cái đại đô thị, những cái cụm này là những cái cụm lắp hau, công viên cây xanh, những cái cụm lắp hau này và hồ bơi, trường học quốc tế, nhưng mà không có một ai vào đây học cả. Những cái hệ thống siêu thị rất là lớn ở bên đây, tôi thấy rất là nhiều môi giới người ta cũng đã bỏ nghề và đi chuyển đi chỗ khác làm việc rồi. Sau một năm thị trường bất động sản đóng băng thì trong khu vực này hiện tại vấn đề giao dịch mua bán cho thuê hầu như không có. Đó, đường xá rất là đẹp này, chỉnh chu, được quét rác dọn dẹp ở những cái khu có người ở rồi thì được chủ tư làm, không chê vào đâu được. Vỉa hè thì lót là con lươn, đó, những cái con lươn, những cái con lươn bằng đá tự nhiên, rồi nắp cống, những cái trụ cứu hỏa trồng rất là đẹp này. Vỉa hè lót gạch con sâu 3 đến 7 mét, 8 mét, cực kỳ đẹp. Những cái cây phượng bằng Đài Loan, những cây Osaka trồng cực kỳ bắt mắt, nhưng mà hiện tại đã xuống cấp hết rồi. Tôi đưa mọi người vào tham quan một cái căn biệt thự rồi, bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến coi bên ngoài những cái căn nhà phố liền kế, mẫu thiết kế 1 trệt 2 lầu đây. Những cái biển treo bán cho thuê rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì cũng không ai vào đây thuê cả. Bây giờ tôi sẽ dừng lại và hỏi xem cái căn này, những căn shop house này người ta sẽ cho thuê giá bao nhiêu. Anh em bà con coi xem một cái căn, cái biển tôi cũng thấy là nó cũ kỹ, bạc màu, chắc là cũng phải người ta cũng phải treo cả 5-7 tháng rồi. Số điện thoại rất là đẹp nha. Căn này có quy cách trừ trước 3, trừ hông 1 và trừ đằng sau 2. Xây 1 trệt 2 lầu, đã hoàn thiện đẹp rồi, đầy đủ nội thất luôn. Căn này nội thất rất là nhiều này. Alo. Anh ơi, tôi thấy anh đang treo biển cho thuê cái nhà ở bên chỗ khu Xoan Bắc á. Đúng rồi. Căn này mình cho thuê giá bao nhiêu anh? 30 triệu tháng. 30 triệu à? Tôi đang đứng ở bên ngoài, những cái nội thất này là anh để lại hết à? Đúng rồi. Căn này anh có bán hoặc chỉ cho thuê rồi? Cái này mình bán giá bao nhiêu anh? 15 tỷ. 15 tỷ à? Là nó được ngang bao nhiêu mét nhỉ? 8 mét. Ngang 8 x 20 à? 8 x 25. 8 x 25. Cái này có sổ hồng chưa anh? Nó đang hợp đồng, đang chuẩn bị làm ra sổ. Đang hợp đồng chuẩn bị ra sổ 30 triệu. Rồi rồi, ok, cảm ơn anh nha. Có gì tôi liên lạc lại nha. Rồi rồi rồi. Vâng, thưa quý vị các bạn, một cái căn shop house có vỉa hè và lòng vỉa hè nó lên đến 15 mét luôn. Đường thì đường 30 mét. Và căn này thì hướng Bắc, diện tích 1 trệt 2 lầu, 8 x 25. Đó, đặc biệt là bên hông này nó có cái ổ thoáng đường bên hông. Phải đến cũng khoảng 8 đến 10 mét nữa. Full nội thất cho thuê 30 triệu. Và bán với cái mức giá là 15 tỷ. Hiện tại pháp lý vẫn đang là hợp đồng chuẩn bị ra sổ. Rất là rẻ. 15 tỷ một cái căn. Diện tích nó được 200 mét vuông. Và diện tích sàn nó được đến khoảng độ 250 mét, đã hoàn thiện rất là đẹp kìa. Ở trên anh cũng có làm cả hệ thống năng lượng mặt trời đó, cực kỳ đẹp. Đường 30 mét như thế này mà mức có 15 tỷ, giá gốc ngày xưa anh ấy mua có 8 tỷ 8 thôi. Tôi thấy rất là đáng tiếc cho một cái dự án ở vị trí quá đẹp như thế này. Từ những cái nắp cống, những cái vỉa hè lát bằng đá trông như thành phố ở bên châu Âu, có những cây Osaka, những cái cây thầu dầu và những cái cây me tây làm rất là đẹp, mà bán với cái mức giá cực kỳ bất ngờ. Nhưng mà hiện tại thì bỏ trống vào đây là những cái căn 11 nhân mới 17. Tôi sẽ đưa mọi người vào tham quan cái căn này, nhà thô ở bên ngoài, thô bên trong hoàn thiện bên ngoài này, cùng trục đường này luôn. Giá gốc căn này ngày trước là 10 tỷ rưỡi. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngó xem cái thiết kế của nó như thế nào nha. Vỉa hè bên này thì cực kỳ lớn, nó được phải đến 11-12 mét.
chủ đầu tư giao là giao như thế này đây. Nhưng mà hiện tại đây, không gian thì không gian mở, đã bị bỏ trống rồi, rất là rộng, rất là tiếc. Xung quanh đây không biết những cái dự án ma như thế này thì đến bao giờ nó mới lấp đầy được tỷ lệ người về ở sau 30, 50 năm nữa nha. Wow, đây rất là nhiều xác rắn này, cửa thì đang khóa đây. Tất cả sau này xây những cái mẫu lên thiết kế liền kế y chang như này. Ồ, không có cửa vào. Tôi sẽ sang mạng bên này xem nào. Ở bên hông này thì nó còn 3 mét nữa nha bà con. Còn 3 mét thoát hiểm này. Đây là không những cái cột mốc giáp danh giữa hai nhà này. Rất là tiếc cho những cái dự án. Vị trí rất là đắc địa và đẹp. Bên này thì mặt bằng là bằng phẳng hết. Ngày xưa nó là những cái rừng cao su, cửa khóa hết nha. Không có vô được. Chúng ta sẽ... Mà tôi đánh giá là chủ đầu tư này xây dựng rất là đẹp và chỉnh chu từng tí một luôn. Sơn màu ghi và màu vàng bên ngoài. Ba mặt thoáng, bốn mặt thoáng. Đúng là một trong những cái dự án. Khi mà chúng ta không đánh giá đúng nhu cầu thực của khách hàng, xây chỉ bán cho những nhà đầu tư, mua đầu cơ, mua đi bán lại, không có nhu cầu ở thực, thì dự án ấy nó sẽ không có sinh khí và đúng là phải 5-70 năm nữa. Khi mà sân bay Long Thành xong, những cái đường vành đai 3, vành đai 4 xong, những cái cầu cát lái, đó, tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành làm xong, thì dự án này mới thực sự hút được cái lượng người dân có nhu cầu ở thực về đây sinh sống và làm việc, nghỉ dưỡng ở tại dự án này nha. Giá đất thì tôi tính ra vẫn là rất rẻ so với khu vực những cái dự án mới đang bán như Izumi City hay là dự án Aqua City, nó là những cái dự án Game Sky World ở dưới gần sân bay Long Thành, nó đang bị bán với cái mức định vị sản phẩm là ngáo giá luôn. Đó, chỉ có một số những cái hộ dân đã về để ở này. Ở đây thì rất là yên tĩnh và trong lành, mát mẻ, nhưng mà cực kỳ là buồn, bởi vì cả ngày không thấy người đâu, chỉ làm bạn với chim, với rắn, với dế, rất là nhiều chim ở khu vực này nha. Nó là một dự án quá đẹp. Đây, những cái cô lao công người ta vẫn đang làm việc miệt mài để chăm sóc cảnh quan cho dự án này. Rất là tiếc cho một cái dự án không gian vị trí quá đắc địa nhưng mà đã bị bỏ trống, cực kỳ đáng tiếc. Đây là cái quảng trường trung tâm và phía bên tay trái tôi kia là một cái quỹ đất cái quy mô giai đoạn tiếp theo 250 hecta, và bên tay phải là cái khu đất trường học đó thuộc phân khu The Icon. Tôi vừa mới đưa mọi người đi một vòng sau một hồi tham quan tất cả các phân khu chức năng cũng như những cái phân khu mà chủ đầu tư đã bàn giao hạ tầng, bàn giao nhà cho các hộ dân, những cái phân khúc shop house, nhà phố, biệt thự bên này xây rất là đẹp và chất lượng nha. Giá thì tôi nghĩ rất là ok, từ mức 22 cho đến 45 triệu một mét vuông, đã bao gồm tiền thuế và tiền sử dụng đất, tiền xây dựng và phần hạ tầng. Nhưng mà dự án này nó lại là một cái dự án nữa có nguy cơ sẽ bị chết yểu, nó như thành phố ma. Mật độ dân số khi mà được bàn giao hai cái phân khu đầu tiên quy mô 300 hecta, nhưng mà cái tỷ lệ người về ở sau 3 năm bàn giao nhà chỉ có lác đác 5-70 hộ đến trên đầu ngón tay thôi. Đó, nó là một cái dự án được phát triển bởi một chủ đầu tư uy tín của nước ngoài kết hợp với một chủ đầu tư Tín Nghĩa Group của Việt Nam, vị trí rất là đắc địa. Nhưng mà Xuân Bắc này nó được mệnh danh là một đại đô thị ở phía Đông Sài Gòn, Đông Sài Gòn New City, mặt tiền của đường tỉnh lộ Tôn Đức Thắng, mặt thuộc địa phận của xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, quy mô 941 hecta. Nó tọa lạc tại một cái vị trí rất là đắc địa, mặt tiền của những cái đường tuyến đường huyết mạch tại khu vực huyện Nhân Trạch. Nhưng mà về vấn đề về yếu tố thương mại tăng giá, khách hàng mua ngày xưa chỉ giá 2 tỷ 2 cho đến 15 tỷ thì hiện tại cũng đã nhân được cái mức mà 4 năm sau đã tăng cái mức là 70% giá trị rồi, nhưng mà không có một người sống. Đó là hiện trạng của những thành phố ma phát triển bất động sản quá nóng, không tính đến cái sức hấp thụ của thị trường. Tất cả những khách hàng mua bên này toàn là dân đầu tư, đầu cơ, mua đi bán lại với nhau, cho nên dẫn đến cái chuyện là thị trường khi mà đã xảy ra khủng hoảng, biến động về kinh tế thì rất dễ xảy ra những vấn đề về bất động sản sẽ bị đóng băng và những cái nhà bên này không có người ở. Đó là cái thực trạng rất là nhức nhối tại Việt Nam. Bất động sản bị đóng băng khi ngân hàng siết tín dụng cũng như là những cái lệnh siết tín dụng của cơ quan chức năng và ngân hàng nhà nước
làm cho các dòng tiền bị đứt gãy, các nhà đầu tư, các nhà đầu cơ bắt buộc phải cắt lỗ để bán thoát hàng, trả nợ nần, thì những cái người dân nhu cầu thực mua bên này thì không có đủ khả năng để mua những cái sản phẩm bất động sản cao cấp nghỉ dưỡng ở tại khu vực này. Và dự án này nó sẽ là một cái bài học thất bại nữa cho cái vấn đề và phát triển quá nóng, không đánh giá đúng thực trạng cũng như là nhu cầu của người dân. Nó chỉ phục vụ những cái nhà đầu tư, đầu cơ, những cái phe, những cái đơn vị mua đi bán lại và những cái đơn vị mà môi giới bên này, thì người ta cũng tâm sự rằng bên này hiện tại bây giờ không có tính thanh khoản, tức là tất cả giao bán và không có khách mua nha. Thì cái video review về các dự án bất động sản tiềm năng của Quang Huy Villas về cái dự án Son Bắc, nó tọa lạc tại mặt tiền đường Tôn Đức Thắng ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào quý vị các bạn, xin hẹn quý vị các bạn trong các video tiếp theo nha.